Giá lúa gạo hôm nay ngày 13 tháng 7 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm với mặt hàng gạo, trong khi đó, mặt hàng lúa không có biến động so với hôm qua. Theo đó, giá lúa đài thơm 8 đang được thương lái mua tại ruộng ở mức 6.900-7.100 đồng 1 kg, lúa IR504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.500-6.700 đồng 1 kg, lúa OM5451 dao động 6.400-6.600 đồng 1 kg lúa OM18 giá 6.600, 6.800 đồng 1 kg, nàng hoa chính giá 6.600, 6.800 đồng 1 kg, lúa nhật cũng ổn định ở mức 7.800, 8.000 đồng 1 kg, lúa nàng nhen, khô, ở mức 13.000 đồng 1 kg, với lúa nếp. Nếp An Giang, tươi, đang được thương lái thu mua ở mức 5.800, 6.000 đồng 1 kg, nếp Long An, tươi, dao động trong khoảng 6.300, 6.400 đồng 1 kg, nếp An Giang, khô, ở mức 7.400, 7.600 đồng 1 kg, nếp Long An, khô, có giá 7.700, 7.900 đồng 1 kg, với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tiếp tục giảm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 đang được thu mua ở mức 9.900, 9.950, giảm 50 đồng 1 kg, giá gạo thành phẩm ở mức 11.300. 11.350 đồng 1 kg, giảm 100 đồng 1 kg, đối với phụ phẩm, giá tấm IR504 ở mức 9.600, 9.700 đồng 1 kg, giảm 100 đồng 1 kg. Cám khô 7.450, 7.550 đồng 1 kg, giảm 50 đồng 1 kg nếp ruột vẫn ổn định ở mức 14.000, 16.000 đồng 1 kg. Gạo thường có giá 11.000, 12.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen có giá 22.000 đồng 1 kg. Gạo thơm thái hạt dài duy trì 18.000, 19.000 đồng 1 kg gạo thơm Jasmine giá 15.000, 16.000 đồng 1 kg, gạo hương lại giá 19.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng giá 14.500 đồng 1 kg, gạo nàng hoa giá 18.500 đồng 1 kg, gạo sóc thường dao động 14.000, 15.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái giá ổn định 18.000, gạo thơm Đài Loan có giá là 20.000 đồng 1 kg, gạo nhật giá 22.000 đồng 1 kg.